Anh ơi, phân bón lá Silimac của Lộc Trời có tốt giống như là công ty quảng cáo không anh? Thì đầu tiên với cái công thức của Silimac thì anh thấy có chứa cái thành phần đó là canxi, kali và silic, nhưng mà ba dạng này là cái dạng hữu cơ, tại vì trong này nó là dạng thành phần hữu cơ. Thì cái thành phần hữu cơ thì nó cái tính hữu hiệu nó cao hơn, nghĩa là cái độ hấp thụ của nó cao hơn rất nhiều so với cái những thành phần vô cơ bình thường. Thì nếu xét về cái độ uy tín của Lộc Trời và giá và thuốc là 150.000 cho 500 xe thuốc, thì mình nghĩ đây là một trong những sản phẩm đáng để em lựa chọn để xịt cứng cây. Nhưng để cứng cây nó không phải riêng gì một cái sản phẩm xịt mà có thể giúp cho em chống đổ ngã được, cái đó là nói thiệt. Tại vì chẳng qua ba sản phẩm này thì nó hỗ trợ cho cái vách tế bào của cây lúa nó dày lên, sâu bệnh khó tấn công, và cái lá lúa nó cứng lại, cái đốt có thể nó ngắn lại, thì đó là một trong những giải pháp để giúp cây lúa nó cứng cây. Nhưng em có thể tham khảo cái quy trình chống đổ ngã của bên anh, bao gồm ba cái sản phẩm đó là Super Humic 79 của Hàn Quốc, giá 95.000 một ký xài cho 5 công, Chico Đạt Ma của Hàn Quốc 105.000 một ký xài cho 5 công, và Sumo Lùng Tè 150.000 một ký xài cho 10 công. Thì với ba bộ ba sản phẩm này thì anh có tính ra xài từ đầu cho tới cuối vụ, tức là cử phân đầu tiên cho đến cử phân thứ ba, thì chi phí khoảng là 1.080.000 cho 10 con tầm lớn. Và nếu như cộng thêm những gì giải pháp mà lai gai xịt ở trên nữa, thì anh nghĩ tốn thêm khoảng 200 cho tới 300 ngàn nữa là một cái quy trình nó vừa đem lại cái hiệu suất mà giúp cho cây lúa của em nó sẽ hạn chế sâu bệnh tối đa, và chống đổ ngã. Còn cái việc nó đổ ngã hay không thì nó vẫn phụ thuộc rất nhiều vào ông trời. Nhưng đây là một cái quy trình đem lại cho mình là tiết kiệm phân bón, tăng năng suất và hạn chế độ ngã ở mức tối đa nha em. Đó thì đây là cái câu trả lời của anh, thì hy vọng sẽ đáp ứng được cái câu hỏi của em ha.